Bên hành lang Quốc hội, nhiều đại biểu Quốc hội đã nhấn mạnh về những kết quả đạt được của việc thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Tuy nhiên, bên cạnh đó, các đại biểu Quốc hội cũng chỉ rõ những vướng mắc, hạn chế, đơn cử như khó khăn trong quy định về cơ chế chính sách hay việc hoàn thành mục tiêu giải ngân vốn ngân sách trung ương đến năm 2025 cho 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Thứ nhất là do cái quy định về cơ chế chính sách nó chưa thực sự được phù hợp và đầy đủ. Nhiều khi nó không rõ ràng thì địa phương cũng không dám triển khai. Thứ hai là qua giám sát chúng tôi thấy là phân bổ vốn cũng chưa hợp lý. Có những tỉnh người ta không có nhu cầu nhưng chúng ta vẫn phân bổ cái tiền. Thứ ba nữa là cái phần quy định vốn đối ứng của các địa phương ấy thì cũng bắt buộc các địa phương phải thực hiện, trong khi điều kiện các tỉnh nghèo thì rất khó cũng bố trí cái vốn đối ứng để thực hiện những cái nội dung đó. Trên thực tế thì hiện nay cái khó khăn lớn nhất là cái giải ngân vốn đang rất là chậm và ban chương trình đang rất chậm. Và cái này thì Quốc hội cũng đang xem xét các cái nguyên nhân này, thì Chính phủ đang báo cáo với Quốc hội để mà tiếp tục tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, đặc biệt là nguyên nhân nào, cái gốc rễ của vấn đề là nguyên nhân nào để dẫn đến cái tình trạng mà giải ngân vốn chậm như hiện nay. Thì trong đó thì có những cái vướng trùng giữa các cái nhiệm vụ mục tiêu giữa ba cái chương trình này đang có những cái sự kiện trùng lắp. Cái thứ hai nữa là các cái thủ tục mà để giải ngân hiện nay thì đối với các địa phương đang gặp rất nhiều khó khăn.